Vì sao tương lai và số phận chính trị của Tô Chủ tịch đang rất xấu? Sau khi cựu Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm ngồi với chiếc ghế Chủ tịch nước đã có không ít ý kiến quan ngại về tương lai chính trị của ông. Có những ý kiến bi quan cho rằng thời gian tại vị của ông Tô Lâm trên cương vị mới có thể tính bằng tháng. Trên thực tế, với kinh nghiệm lọc lõi của một chính khách đầy thủ đoạn, Tổng Trọng đã vô hiệu hóa sự nổi loạn của Bộ trưởng Bộ Công an hết sức chóng vánh và đầy hiệu quả. Từ một ông bộ trưởng đầy quyền lực, bắt bớ khắp nơi, thậm chí bắt sống các ủy viên Trung ương Đảng tại các nơi, tỉnh thành trong cả nước, thì nay ông Tô Lâm đã bị điều đi chỗ khác. Quyết định của ông Trọng thẳng tay loại bỏ không thương tiếc Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai, một nhân vật thân cận với ông, để thay thế bằng Đại tướng Lương Cường là hết sức đúng đắn. Tổng Trọng quyết định khôi phục và nâng cao vị thế của quân đội để làm đối trọng và kiểm soát lực lượng công an, đang có dấu hiệu thách thức quyền lực của ông ngày một nhiều hơn. Truyền thông nhà nước vào ngày 25 tháng 5 đưa tin Bộ Quốc phòng đang tiến hành điều tra vụ án hình sự liên quan đến những vi phạm về bàn giao đất ở sân bay Nha Trang cho tập đoàn Phúc Sơn. Công ty này có một loạt các sai phạm về đấu thầu ở các địa phương khác như Quảng Ngãi, Vĩnh Phúc, khiến hàng loạt quan chức cấp cao ở hai tỉnh này cũng bị khởi tố và bắt giam. Tờ báo Việt Nam Express Online có cùng ngày cho biết, Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã phân công các đơn vị cung cấp hồ sơ các khu đất tại sân bay Nha Trang cũ sau khi cơ quan điều tra hình sự Bộ Quốc phòng vào cuộc. Với mục đích điều tra làm rõ hành vi vi phạm các quy định về quản lý đất đai khi bàn giao đất quốc phòng tại sân bay này. Theo đó, vào năm 2021, Thanh tra Chính phủ đã kết luận có 6 dự án hình thức xây dựng chuyển giao có sai sót vi phạm. Cụ thể, vào năm 2016, Bộ Quốc phòng bàn giao hơn 62 hectare đất quốc phòng tại sân bay Nha Trang cho địa phương quản lý. Phần diện tích này được Khánh Hòa bàn giao cho tập đoàn Phúc Sơn làm dự án khu đô thị dọc theo hướng phân lô bán nền. Theo nguồn thạo tin, cơ quan điều tra hình sự của Quốc phòng đã vào cuộc điều tra công ty Xuân Cầu của gia đình ông Tô Lâm và đã liên danh với công ty Cityland, một công ty sân sau của ông Đại tướng Phùng Quang Thành, với số góp vốn áp đảo của công ty Xuân Cầu lên đến 85%. Do các sai phạm của công ty Cityland liên quan đến quân đội cho nên, về thẩm quyền, cơ quan điều tra hình sự Bộ Quốc phòng có quyền thụ lý điều tra một cách hoàn toàn hợp pháp. Hơn nữa, Cityland liên quan đến công ty Xuân Cầu, nên vụ việc có thể mở rộng điều tra đến các hoạt động kinh doanh và đầu tư khác của tập đoàn này. Theo giới quan sát, phải chăng đây là gót chân asin của Tô Đại tướng và chuyện chuyên khởi tố doanh nghiệp sân sau của cơ quan điều tra hình sự Bộ Quốc phòng để đốn ngã thế lực chống lưng có thể cũng được áp dụng trong tình huống và trường hợp này đối với công ty Xuân Cầu và cá nhân ông Tô Lâm? Trong thời gian gần đây, bối cảnh chính trị thượng tầng rất bất ổn. Trên mạng xã hội đã loan truyền nhiều bài viết của công ty thương mại dịch vụ Xuân Cầu của gia đình ông Tô Lâm do ông Tô Dũng là em trai cựu Bộ trưởng Bộ Công an điều hành. Theo nhà báo Đồng Phụng Việt, Xuân Cầu Holding là chủ đầu tư nhiều dự án bất động sản cao cấp bao gồm nhà vườn, biệt thự ở Hòa Bình, Hưng Yên, Hà Nội, Hải Phòng, Bình Định. Mỗi dự án có diện tích từ vài chục đến vài trăm hecta và vốn đầu tư từ hàng trăm đến hàng ngàn, thậm chí hàng chục ngàn tỷ. Ngoài ra, Xuân Cầu Holding còn là chủ nhiều tổ hợp trung tâm thương mại khách sạn Resort Sun Gold và có tiếp tục rơi vào nhiều lĩnh vực năng lượng tái tạo bằng cách liên kết với một số tập đoàn nước ngoài để xây dựng các nhà máy điện mặt trời ở Tây Ninh, Sóc Trăng, Bình Thuận, Quảng Trị. Đáng chú ý, Xuân Cầu Holding vẫn được xếp vào hàng kín tiếng, nhưng chỉ tính riêng giá trị khối tài sản trong lĩnh vực bất động sản của công ty này đã lên tới hàng tỷ đô la. Vẫn theo ông Đồng Phụng Việt, nếu không có ông Tô Lâm chống lưng, Xuân Cầu không thể lớn mạnh đến như vậy được. Những điều vừa kể trên cho thấy Chủ tịch nước Tô Lâm đã và đang ở trong tình trạng thập diện mai phục. Hơn nữa, trước đây, công luận vẫn cho rằng quân đội luôn đứng bên ngoài mọi tranh chấp phe phái trong đảng. Nhưng rõ ràng đến nay, điều đó đã không còn đúng nữa. Khả năng cao là Bộ Quốc phòng đã cho cơ quan có thẩm quyền lôi vào cuộc để lật lại hồ sơ đối với ông Tô Lâm. Điều đó chắc chắn sẽ gây ảnh hưởng xấu đến tương lai và số phận chính trị của ông Tô Lâm. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương truyền hình trực tiếp của Thời báo .de với bản tin Vì sao tương lai và số phận chính trị của Tô Chủ tịch đang rất xấu. Ai sẽ là Tổng Bí thư của Đại hội 14? Vì sao Tô Lâm và Thủ tướng hy vọng rất mong manh? Theo giới quan sát, mặc dù hai ghế tứ trụ Chủ tịch nước và Chủ tịch Quốc hội
còn chống lại được cuộc bổ sung, nhưng nhiều dấu hiệu cho thấy cuộc đấu đá trong nội bộ lãnh đạo cấp cao của đảng sẽ tiếp tục diễn ra, thậm chí ở mức độ cao hơn. Cuộc chạy đua vào ghế tổng bí thư giữa các ứng viên còn sót lại đã biểu hiện tăng tốc khi còn 19 tháng nữa là đại hội 14 sẽ khai mạc vào đầu năm 2026. Lúc đó các ghế sẽ được chia lại, trận chiến sẽ lại sôi sục. Theo đó, trong 4 ứng viên hiện nay, ngoài Tổng Trọng, người gần đây không giấu giếm tham vọng ngồi lại ghế đứng đầu của đảng thêm nhiệm kỳ thứ tư. Trong đó, ông Trọng có biểu hiện cho thấy ông có vấn đề rất trầm trọng về sức khỏe. Mới đây nhất, sau hội nghị Trung ương 9, Tổng Trọng lại biến mất một cách bí ẩn, nhưng lần này có vẻ là có chủ đích. Cuộc đua vào ghế Tổng Bí Thư, ngoài các nhân vật như Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Phạm Minh Chính, cũng cần phải kể tới một ngôi sao mới nổi, đó là Đại tướng Lương Cường. Ông Cường mới được đưa lên Thường trực Ban Bí Thư, nhân vật thứ 5 theo cấp bậc trong đảng. Theo giới quan sát quốc tế, nhiều dấu hiệu cho thấy khả năng rất cao tân Thường trực Ban Bí Thư Đại tướng Lương Cường có thể dễ dàng trở thành Tổng Bí Thư kế nhiệm nếu ông Trọng chịu rút lui. Ngược lại với ông Tô Lâm, cơ hội trở thành Tổng Bí Thư là điều hết sức mong manh. Dù rằng ông Tô Lâm trên cương vị Chủ tịch nước cũng có ưu thế nhất định, đó là vị trí thống lĩnh các lực lượng vũ trang. Nhưng để thành công, Tô Lâm cũng cần một điều kiện khắc nghiệt, đó là tân Bộ trưởng Bộ Công an. Người sẽ ngồi vào chiếc ghế còn vỏ trống phải là nhân vật chịu sự ảnh hưởng của ông Tô Lâm khi ông ngồi ghế Chủ tịch nước. Đây là điều hoàn toàn không tưởng, bởi lý do Tổng Trọng và ban lãnh đạo đã ăn đòn đủ và nhớ đời về cuộc nổi loạn của ông Tô Lâm kể từ đầu năm 2024 cho đến nay. Hàng loạt nhân vật kế cận mà dường như ông Trọng đã chăm chút và nuông chiều từ trước, như Võ Văn Thưởng, Vương Đình Huệ lần lượt bị Tô Lâm đốn hạ trong một thời gian rất ngắn. Giáo sư Nguyễn Văn Chữ từ Hoa Kỳ đã đưa ra cảnh báo như sau: nếu mà ông Tô Lâm nắm được Bộ Công an và giữ chức vụ Chủ tịch nước, ông ta sẽ dùng chính lời của ông Trọng về trách nhiệm của người đứng đầu để đẩy ông Trọng ra đi trước cuối năm nay. Lý do là nếu ông Trọng còn ngồi ghế Tổng Bí Thư thì ông Trọng sẽ không giới thiệu ông Tô Lâm kế nhiệm ông ta. Hơn thế nữa, thực tế cho thấy ông Tô Lâm đã không thành công khi đề cử người của mình vào Bộ Chính trị để đoạt ngay chiếc ghế tân Bộ trưởng Bộ Công an. Vì thế khả năng rất cao Tô Chủ tịch sẽ phải chống lại các nỗ lực rất lớn đang đe dọa ông ta và có nguy cơ sẽ bị gạt ra khỏi cuộc đua. Thậm chí có ý kiến cho rằng ông Tô Lâm khó có thể sống sót vì ông đó có quá nhiều kẻ thù. Chỉ riêng cái công ty Xuân Cầu của em trai ông Tô Lâm cũng đủ để những người khác đẩy ông xuống hồ rồi. Theo giáo sư Abuja từ Hoa Kỳ, sau khi rời ghế Bộ trưởng Bộ Công an, ông Tô Lâm đã suy giảm quyền lực đáng kể và khó có thể hạ được Thủ tướng Phạm Minh Chính, một đối thủ nặng ký và đầy mưu lược. Nhưng phân tích vừa kể trên hoàn toàn phù hợp với đánh giá của giáo sư Chữ nói rằng nếu ông Tô Lâm ra đi thì ông Phạm Minh Chính thừa hưởng hết và ông Chính lợi nhất. Giáo sư Chữ giải thích ông Phạm Minh Chính là người rất tâm cơ, ông rất giỏi chuyện này, ông Vương Đình Huệ hay làm thinh nhưng rốt cuộc vẫn bị kẹt, nhưng ông Chính thì khác. Khi mọi người đang đấm nhau thì dường như ông Phạm Minh Chính đứng yên, nhân vật đáng lo lắng phải là ông Tô Lâm chứ không phải là ông Chính. Việc ông Phạm Minh Chính là người ký quyết định cho ông Trần Quốc Tỏ là Thứ trưởng Thường trực của Bộ Công an, là một đối thủ trước đây của Tô Lâm nắm quyền điều hành Bộ Công an, đã thể hiện rất rõ ý đồ của Thủ tướng Phạm Minh Chính. Tuy nhiên, nỗ lực của ông Chính, một ứng viên đang cố gắng để thay thế ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, hoàn toàn không suôn sẻ. Không phải chỉ do cái gốc tướng lĩnh Bộ Công an trước đây, mà ông Chính còn là người do ông Ba Dũng đưa lên, cũng là một hạn chế rất lớn. Hơn thế nữa, ông Chính có scandal về quan hệ trên mức tình cảm với bà trùm Nguyễn Thị Thanh Nhàn và vấn đề tham nhũng của bà ta. Nếu các đối thủ của ông Chính lôi lại vấn đề này và sử dụng làm cái cớ để hạ bệ thì ông Chính cũng khó có thể thành công. Nhiều chỉ dấu cho thấy Tổng Trọng đang dựa vào lực lượng quân đội, không chỉ làm đối trọng mà còn để kiểm soát công an. Do đó có thể tin rằng Đại tướng Lương Cường là người có lợi thế nhất để trở thành Tổng Bí thư tại đại hội lần thứ 14 với điều kiện Tổng Trọng chịu rút lui khỏi cuộc chơi. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo.de với bản tin ai sẽ là Tổng Bí thư đại hội 14? Vì sao Tô Lâm và Thủ tướng hy vọng rất mong manh? Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de